Ôi mày có vẻ là ngã đây sao không ạ? Mày ơi! Ngã! Có băng dính không? Đấy. Cái thùng mũ đen lực nói ông để đựng gạo. À, cái thùng này này ông ạ. Bình này cho ông để nấu ăn ở nhà bếp. Khi bình nhớ cho gọn gàng sạch sẽ. Cái bình là ông để dầu ăn không ạ? Qua đến hai ông cháu đến với bà cháu rồi, đến nhà rồi. Không lưu lấy về cho. Xin cảm ơn. À, thế là công việc hôm nay là chỉ có đi vào và cầm cái cửa thôi chú. À, làm thêm ở chỗ này một cái ô anh ạ. Đây này. Cái hình cái ô như này này có bác này. Cái ô nhỏ nhỏ như này liền có làm được không anh? Cái tường này thì bây giờ thì bác phải đổ ra ngoài và đổ vào trong, chứ bây giờ tường này là tường 10 nhé, không phải là tường 20. Nếu mà tường 20 thì làm được như thế. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, mấy thời gian hôm nay thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của hai ông cháu là nhiều hơn. Tại vì là các bác cũng đã biết rồi là hiện tại là ngôi nhà hai ông cháu là đang đi vào và hoàn thiện, cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái chi tiết để mà đích thân cháu Lực phải xuống để mà xem mấy anh em thợ làm một chút. Thực sự ra thì cũng không phải là chê bai mấy anh em đội thợ cả các bác ạ. Đấy, nhưng mà ở đây là mấy anh em đội thợ trong làng cả thôi. Đấy, cho nên là khi mà xem bản vẽ đấy là mấy anh em thợ là vẫn còn cái phần đấy là mấy anh em thợ là chưa có hiểu cho lắm và còn đi xuống dưới để mà ghi hình lại để xem là trong cái quá trình làm cái gì mà nó có bị sai không, thì để mà kịp thời và sửa lại. Và hôm nay thì cháu Lực là rất là vui mừng các bác ạ, và tiếp tục nhận được là một cái phần quà rất là lớn của hai chị Nguyệt Thúy là gửi tặng tới cho hai ông cháu nữa. Và hiện tại ở đằng sau cháu Lực là bốn cái thùng quà của bác. Hiện tại thì bốn cái thùng quà này thì là hai chị Nguyệt Thúy cũng có nói với cháu Lực ở qua phần liên lạc với nhau rồi, và hai chị em cũng đã nói. Và thêm nữa thì cháu Lực muốn ghi hình lại là đến hôm nay thì cháu Lực đã nhận được là bốn phần quà là của hai chị là Nguyệt Thúy là đầy đủ rồi. Đấy, tuy nhiên là ở trong đó hai chị Nguyệt Thúy vẫn dặn cháu Lực là đôi điều nữa là sẽ để lại ba cái thùng quà hộp cắt tông này cô bác này, để lại lúc nào mà hoàn thiện nhà của hai ông cháu thì là đến lúc đấy cháu Lực mới đem xuống cô bác nhá. Còn hôm nay thì cháu Lực sẽ đem cái thùng quà nhựa này cô bác này, thùng quà nhựa màu nắp màu vàng đi xuống dưới nhà của hai ông cháu trước. Tại vì là cái thùng quà này là thùng quà là trong ấy gồm là bánh kẹo này, quần áo này và một số đồ dùng cho Mạnh là đi học. Hiện tại thì Mạnh là đi học, hôm nay là khai giảng quá. Hôm nay là hôm khai giảng, cho nên là khai giảng xong thì có thể là buổi chiều là Mạnh là tiếp tục là đi vào học rồi. Đấy. Và ở đây thì là có thể là Mạnh sẽ ở lại trong trường luôn các bác, là không có hàng ngày là đi xuống dưới nhà nữa. Tại vì là cái quãng đường di chuyển thì cũng khá là xa. Cũng có rất là nhiều cô bác cũng có mong muốn rằng là mua xe đạp cho Mạnh đấy. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như mà để Mạnh mà đạp xe đạp lên ấy, thì cháu Lực nghĩ là đi bộ sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Cái quãng đường đấy, chứ để mà đạp xe đạp thì nó sẽ lại chậm hơn. Đấy, và cũng xin thưa với cô bác một chút nhé, là ba cái thùng quà này này cô bác này, ba cái thùng quà này thì cháu Lực sẽ để lại là nhà cháu Lực, để khi nào mà hoàn thiện nhà hai ông cháu thì cháu Lực mới đem ra sau đâu. Ở đây thì cháu Lực được là hai chị dặn rồi, cho nên là cháu Lực ghi hình lại và nói lên trên kênh cho các bác là cùng biết. Cũng như là hai chị là Nguyệt Thúy muốn thông báo với hai chị là cháu Lực đã nhận được là đầy đủ bốn cái thùng quà của chị rồi, gồm là ba cái thùng là bằng nhau, thêm là một cái thùng nhỏ nữa. Còn là cái thùng này thì để một tí nữa cháu Lực sẽ đem đi xuống dưới nhà hai ông cháu. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ phải buộc lại lên trên xe một chút các bác ạ. Thời tiết thì
Thời tiết hôm nay thì cũng khá là nắng các bác. Thời tiết hôm nay ấy, đâu đó là ít nhất phải tầm độ là 30 độ C các bác. Thời tiết hôm nay ấy. Để nối mà để dây co đây là còn thấm hết cả mồ hôi đây này. Đấy, nhưng mà thời tiết đang nắng như này thì để cho mấy anh em thợ làm là thứ nhất là làm mấy anh em thợ là sẽ không có phải là nghỉ các bác. Thời tiết nắng như này thì hiện tại là nhà của hai ông cháu thì cũng đã lập mái xong rồi, cho nên là khi mà làm ở trong nhà thì nó cũng mát hơn. Thùng này thì đâu đó là không biết là vừa rồi là tầm bao nhiêu cân đây. Xem nào. Chắc tầm độ 20 mấy cân gì đấy cô bác. Cái cước gửi từ bên nước ngoài sang thì phải nói là không phải là rẻ cô bác ạ, mà khá là đắt. Nói chung là đắt chứ không phải là khá là đắt nữa. Cái này thì mua ít nhất là mua 4 thùng quà này nó rơi vào tầm độ là không biết, nhưng mà cháu Đức gọi là cái số tiền ấy thì cháu Đức cũng thứ nhất là cũng ngại chia sẻ lên trên kênh, và thứ hai thì đấy là cái tấm lòng của hai chị Nguyệt Thúy muốn đích thân là đi tận bên đi ra tận cửa hàng để mà chọn. Đôi khi là những cái phần quà cô bác mua nó đã đắt rồi, mà cái tiền cước mà gửi lên thì nó cũng gửi về thì nó cũng lại là đắt thêm nữa. Có vẻ như là chưa được cân máy đâu. Sửa lại đi. Thời tiết là nắng nôi như này thì để mà nói là di chuyển đi tới những hoàn cảnh nữa các bác thì nó mỗi tội là hơi nắng một chút thôi đấy, nhưng mà đường xá thì nó đi nó dễ dàng hơn, còn nếu mà mưa thì không có đi được đấy. Còn bây giờ là ba cái thùng quà này các bác này, ba cái thùng quà này thì cháu Lực sẽ là để lại, và đến hôm nào mà khi mà hoàn thiện ngôi nhà hai ông cháu thì cháu Đức sẽ tiếp tục là đem cái phần quà của anh chị Nguyệt Thúy để mà dành tặng tới cho hai cháu. Còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video của bác nhé, và cùng cháu Đức là di chuyển đi xuống cái nhà của hai ông cháu, và độ tầm chắc là tầm độ tầm tiếng cháu Đức sẽ tiếp tục là ghi hình lại cho các bác là biết sau cô bác ạ. Xin chào á. Ông vừa ăn cơm ở nhà Quyết về không? Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực là vừa mới di chuyển là tới đây, thì ông với lại Mạnh với lại thêm là bé Quyết là cũng lên đây để hỗ trợ cháu Lực là vận chuyển cái thùng quà này là đem đi xuống cái nhà của ông. Hay ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các bác, các chị nha. Hôm nay mấy anh thợ vẫn xuống làm chưa ông? Có. Đang làm rồi không? Vâng. Nào, Quyết nào. Con chào các ông các bà. Rồi, nào Mạnh nào. Con chào các ông các bà. Rồi. Đấy, bây giờ thì ông là hộ cháu bỏ cái dây chun này ra, xong là lấy cái đồ này đi xuống nhà ông một chút nhá. Đấy, thưa các bác, không biết là ở chỗ các bác thì như thế nào rồi. Ở trên cháu Lực thì buổi sáng nay là có gió rất là lớn các bác ạ. Bị ảnh hưởng bởi một cái cơn bão mà phải nói là ở trên thời sự thì cũng đăng tin đăng lên rất là nhiều cô bác. Này cháu đeo cho ông một cái mic nha. Hôm nay là ông có hộ nhà Quyết làm gì không, xuống nhà Quyết ăn cơm không? Không gì đâu, con nó đi làm về. Đi chơi. Thế là bố Quyết là hôm qua đi làm về rồi à? Thế bố Quyết đi làm về thì mua được cái gì cho Quyết? Không mua gì. Không mua gì đâu á? Thế có được tiền về không? Được à? Thế bố có bảo được bao nhiêu không? Không biết đâu nhờ. Ông ơi, cháu bỏ cái dây co xong rồi cất vào cốp một tí ông ạ. Đấy. Mạnh có khanh được không? Hả? Không khanh được đâu á. Nặng đấy nhờ. Mạnh với Quyết khanh đi đi. Xem có được không? Nào ông để cô cháu đi. Đấy. Thử khanh đi xem nào được không? Nào Quyết ra đây xem nào.
Thùng này thì đâu đó là tầm độ là gần 30 kg của bác ạ. Ai à? Nhiều uống mà miệng. Đây, hai thanh niên rất là khỏe này. Đấy, trồng chè có. Đây, nhưng mà chỉ đến đây thôi. Rồi, rồi, rồi. Đi được, đi được, đi. Rồi. Bên kia là không đi được đâu. Đấy, bây giờ thì đem xuống nhà ông xong mà mở sau ông nhé. Nào, để mạnh để ông nào, mạnh để cho ông vác nào. Cụ đang khá nhanh nào. Cái đau đỏ là tầm độ 30 cân đúng không bác? Đối với lại sức của ông lại với cháu Lực thì không cần phải san ra là banh khanh xuống dưới kia là hết luôn. Ông thì có vẻ như là thích để trên đầu nhiều hơn nhỉ? Mạnh với Quyết thì lon ton là đi trước rồi cô bác. Hôm nay là Mạnh với Quyết không đi học à ông? Nó thứ bảy gì rồi. À. Trường tiểu học thì chỉ học đến thứ sáu thôi cô bác. Thứ bảy là phải được nghỉ. Mới cấp 2 thì mới được. Mới cấp 2 thì mới học thôi. Ôi mày có vẻ là ngã đấy sao không ạ? Mày ơi! Ngã à? Ngã đâu? Hả? Có vẻ như vừa rồi mày là bị ngã đây này cô bác. Bị ngã chỗ này này. Có cân đổi không ông? Cân đổi đâu. Nó là mệt quá để bảo cháu nhá. Mệt à? Cháu ở trên kia là lấy xe lái xuống rồi. Cái thùng nhựa này cũng chắc chắn đấy ông nhờ? Vâng, chắc đấy. Cái thùng này là đi rất là xa đấy ông ạ. Một chút nữa cháu mẹ ngồi cho nó tắm. Cái này làm cho Mạnh làm bể bơi cũng được ấy. Ừ. Nhưng mà không thể tránh khỏi được các bác ạ. Mạnh thì quả rất là nghịch. Hay đi lôi ra cái chậu về tắm ở trong ấy. À, hiện tại thì ông vẫn chưa biết là cái phần quà này là của ai gửi đâu các bác. Một tí nữa khi mà đến dưới nhà thì cháu Lực sẽ nói cho ông với lại là Mạnh là biết là phần quà này là ai gửi. Đấy, mỗi lần mà nếu mà như cháu Lực có bạn đồng hành cùng ấy thì vừa đi thì có thể là vừa ghi hình được đấy, nhưng mà ở đây thì hầu như là hiện tại cháu Lực cũng không có bạn đồng hành cùng, cho nên là mỗi lần mà có quà gì ấy ông là lên trên kia để mà đón cháu Lực là một đoạn. Có thời gian nào mà không có xe máy mà không có đem được mang được từ trên kia xuống chỗ mà vừa rồi cháu Lực để với cô bác ạ, là còn phải là điệu từ chít trên chỗ đoạn nhà anh Phòng kia xuống. Ồ, trên kia có một nhà gớ rồi không? À, người ta gửi nhà hay là làm gì ông bên kia? Bên kia nè. Hả? Có vợ đi làm về, cũng làm nhà xây cấp 4 đấy. À, làm nhà cấp 4 đấy à? Ừ. À, hôm qua cháu thấy là xe đổ vật liệu kia chắc là lấy nhà kia đúng không? Đúng rồi, nó tháo cái chung cháu nó kia làm đấy. À, hôm qua cháu thấy ở tít trên đường lớn kia kìa, có... Chắc phải rồi. Có người ra lấy vật liệu hay sao ấy? Qua đây làm thi Hà Nội nó cũng... mấy năm rồi. À, thế là đi làm thuê Hà Nội mấy năm là về là làm nhà đấy không? Vâng. Ôi, thế cái chỗ nhà kia đang làm thì khác gì là đường đi xuống nhà ông đâu nhở? Vâng. Tít ra phía mảng bên kia có bác, bên kia có mấy cái nhà kìa. Có một nhà thì thấy là cháu Lực thấy là gỡ đi rồi. Nhưng mà lấy vật liệu là cũng phải nói là không có kém cạnh nhà ông là bao nhiêu cả, xa như thế đấy không ạ? Đấy. Kia thì xe máy nó về đến tận nhà. Đúng rồi, kia là xe máy là về đến tận nhà. Nhưng mà đường nó cũng còn nhỏ hơn đường của nhà ông đấy.
không nói đâu đi đấy. Ừ. Rồi cho bà nhà bên kia nó khác. Vâng. Làm. À, trước ai Tuấn Lực đã từng nói rồi rằng là chỉ cần một ngôi nhà làm thôi thì sau đó là sẽ có người ta là bắt chước theo. Người ta bắt chước theo là làm nhà cấp 4, người ta sẽ không làm nhà bằng gỗ nữa. Đúng rồi. Nào, đi ra nào. Đấy, hai con vệ sĩ của ông này các bác này. Đây là hàng xóm của ông là cũng bắt đầu là người ta làm nhà xây đấy ông nhỉ? Ừ. À, nói là hàng xóm của ông ấy nhưng mà xa lắm các bác ạ. Ừ. Đây được 3-4 năm chưa đến nhà nó một lần nào. Ồ. Vẫn gần nhau đấy. À, gần cách nhau là chắc đâu đó là độ tầm 2-3 cây các bác, nhưng mà 3-4 năm là chưa đến lần nào ạ. Cái này ông đem ra cái chỗ bên kia ông nhá. Ừ. Xong là để mở bên kia luôn. Ừ. Dưới này thì mấy anh em thợ đang làm thì nó chật quá. Đấy, công việc của anh em thợ là hiện tại là vẫn đang đi vào hoàn thiện là cái phần chát thôi các bác. Ở phía bên ngoài thì hầu như là đã hoàn thiện là 100% thôi. Ui giời ơi, mình đang có xào bấm à. Đấy còn xi này kia thì hiện tại là cho được nhìn thấy là có đâu đó tầm độ 1-2 tấn thôi. Không biết là đã đủ chưa đấy. Nếu mà chưa đủ thì lại tiếp tục là phải bổ sung thêm xi rồi. Chị đang nấu cơm rồi à? Vâng. Để tít ra chỗ của Quyết với Mạnh là xong là mở luôn đấy không ạ? Xem là bên đấy bên trong là có những gì cho Lực cũng rất là tò mò các bác. Đây cũng chỉ biết là hai chị Thí có nói rằng là đấy là những cái đồ quần áo của Mạnh thôi. Ây à. Mày là đi giày của ai đây? Ông. Đi giày của ông, chân bé tí sao đi vừa? Hả? Ông cháu mình mở luôn đâu nhỉ? Vâng. Mày cho ông mở sau đi một tí nữa cháu nó sẽ nói là phần quà này là ai gửi ông nhá. Không biết mở nữa. Không biết mở không? Ông phải cậy cái chì ra này. Đấy, cái chì này ông ạ. Đấy. Ông vặn hết cái chì này ra cho cháu nhá. Không biết là bên kia còn kìm đúng không? Ôi ôi, liềm đấy sao được không? Cái trắng này xem. À, cái trắng ấy thì cái thít thì nó bằng nhựa nên là đơn giản. Mày có thích mở quà không? Hả? Có thích mở quà không? Hả? Nào đứng lên thế nào? Đứng lên cho chú hỏi nào. Có thích mở quà không? Có. Có à? Thế biết là ai gửi không? Có biết là ai gửi không? Không biết. Cái này là không được đâu ông ạ, cái này là dây này rất là cứng đấy. À. Cái này mấy đứa ông đem đi thóc cá này không? Làm cái chì này này. Cất lại xong là đem mấy đứa đi câu cá. Chặt cần câu. Mạnh thì mấy Quyết thì bẻ mở nhét hết cả răng ra còn chưa được. Nam Mạnh đừng lấy răng cắn nào, định lấy răng cắn nhá cô bác ạ. Đang rất là háo hức là mở quà rồi. Vào cái đây chứ. Rồi. Ui, nó không có. Băng dính không? Có băng dính không? Đấy. Đấy, nào bây giờ thì để xem cái phần quà này. Ở trong thì hai chị, ông cứ mở hẳn ra đi. Đấy. Hay ạ, à, hay à, ông với Mạnh là ngồi bên trên đi không? Hay ông với Mạnh ngồi bên trên này để cho xem nào. Đấy. Đấy. Cho cái thùng này có thể làm đựng thùng đựng đồ gì được đấy ông nhỉ? Để lại quần áo này. Cái này không lấy giờ cho nó nắp thế đi. Nó không, nó có nắp đóng mà ông cái này, này này. Nó có nắp đóng xuống mà ông cứ cắt ra đi. Này. Không cứ cắt cái dây này ra này. Thì mình để ngay cái dây kia thôi.
Đấy. Ủa. Cứng hay không nhỉ? Hôm nay chị Giang không đến à mày? Hả? À. Rồi, đây là xem là ui rồi, các chị là để rất là kỹ này các bác này. Nào cầm cái này ra kia đi, mày. Đấy, cầm ra kia nhá. Đấy nào. Xem là đây là các chị đã dặn cái gì nào. Có một phần là tiếng Anh các bác ạ. Còn là một phần thì nào mạnh đừng bóp nào để cho chú nói nào, từ từ. Đấy. Cái thùng mũ đen. Cái thùng mũ đen lực nói ông để đựng gạo. À cái thùng này này ông ạ. Thùng này thì ông đừng để cho Mạnh là đem đi tắm nhá. Mày nữa là để cho ông là đựng đựng gạo này. Đấy. Thùng này thì Mạnh đừng mang đi tắm nhá. Rồi, ban cho ông đựng gạo nhá. Đấy, để nào từ từ nào để chú xem nào, để chú đọc hết nào. Đừng nói ông để đựng gạo nhẹ chuột sẽ không vào ăn được, vừa sạch và vừa giữ gìn sạch cho ông. Thùng có nắp đậy, bật nắp. Đấy, thùng này thì ông để đựng gạo đi. Còn ở đây thì các chị ghi bằng tiếng Anh thì thật sự ra bây giờ thì chắc là phải dùng Google dịch các bác ạ. Google dịch thì mới dịch ra được. Đấy, nhưng mà xem nào. Ủa. Rồi, trong này là đây là toàn giấy thôi các bác. Đấy. Nào đây là cái thìa, cái muỗng này. Nào Mạnh, lấy ra kiện để cái đi. Cái này là khăn khăn tắm cho Mạnh ông nhá. Đấy, ông để đằng đằng sau ông, để nắp kia, trong tí ông lại cất vào. Thì sẽ mở ra từng món đồ cho ông với lại là Mạnh của bác nhá. Cái này là hạt gì đây? Cái này hạt là đây là kẹo một tí nữa chia cho cùng mấy anh em thợ ra kia chia một tí ông nhá. Rồi thì nào này, từ từ nắp máy rồi. Chú xem nào. Cái này chắc là đồ để mà đựng cái này là đồ ông để mà đựng dao hay là đựng đồ gì này kia nhá. Tí nữa thì ông lại cất gọn vào. Xem là cái này nào. Này là nhìn ở phía bên ngoài là cái để mà bọc ghế sofa này kia này. Đấy. Nào cho chú xem cái này nào. Cái này là cái này nhìn hình ở trên này ông này là máy nứa ông để những cái hộp mà thức ăn gia vị là để trên này ông nhá. Rồi còn những cái này là ông cất đi ra nhau ông nhá để máy nứa mà mày dùng sau. Xem nào, cái này là quần áo cho bé Mạnh là đi học này, còn này là tặng con. À cái này là cho con của em Quỳnh các bác ạ. Thì bỏ ra. Cái này là bình này cho ông để nấu ăn ở nhà bếp. Khi bình nhớ cho gọn gàng sạch sẽ. Cái bình là ông để dầu ăn ông ạ. Đây, bình để dầu ăn ông nhá. Đấy còn đây là khăn này. Đấy còn cái đấy là ông để rau ăn ông nhá. Cái này là cái gì đây ông? Đây là cái gì đây? À cái đây là cái mà để ông giải thảm mà lâu nhà ông nhá. Rồi cháu để đây cho ông. Này cái này là cũng để những cái đồ này thì máy nứa sẽ khi mà hoàn thiện nhà của bác này sẽ giải sau này, nhưng mà các chị là cũng ghi ra ở ngoài là đâu đó là đầy đủ hết rồi. Và trong này là khăn, thì khăn này thì là cho Mạnh với lại là rửa mặt ông nhá. Xem này, đây là cái gì đây của bác? Cái đấy là cái gì đây ông? Đây để cháu xem cái này đã. Dây này để răng buộc dây điện. À cái
cái dây này ông nhá, cái dây này là để ông buộc dây điện cho nó gọn nhá. Rồi, đấy. Còn cái máy này là máy cạo râu. À đâu, không phải. Cái máy này là cái máy mở những cái lọ mà thí dụ như là những cái lọ cá hộp này này. Đấy, lọ cá hộp là ông sẽ dùng là cái này để mà vặn vào xong là mở ra nhá. Đấy, tí nữa thì thành là mấy cái máy cạo râu rồi. Này nào, xem nào, đây là toàn những cái đồ mà gia dụng rồi. Cái băng keo này thì ông đừng có để cho mạnh nghịch nhá. Máy nữa là để dán mấy anh em thợ là đi vào làm sơn tường hay là làm cái gì xong là dán vào không nhá. Rồi. Đây, chỗ này thì toàn là đồ là băng keo thôi. Hôm nay không biết là đây là cái thìa này, chỗ này là toàn thìa thôi. Là đây, đây là cái gì hả mày? Hả? Xem nào là cái gì? À là cũng là cái thìa thôi à? Đây là cái móc máy nứa để mà ông dán vào tường nhá. Cái này thì máy nứa mà hoàn thiện nhà thì ông cháu mình sẽ cần đến đấy, ông nhá. Đấy, tất cả những cái đồ này này. Đấy. Cái này là cái để mà ông đựng chả bát này. Đúng rồi, cái khăn này là khăn tắm ông nhá. Khăn tắm này thì là chị có bảo là để ở trên xem là khăn tắm hay là khăn lau. À đây là khăn. Cái này dùng để khăn lau thôi ông ạ. Đấy. Có một cái là khăn tắm này, có một cái là những cái khăn lau nữa. Đấy, còn về cái dây mà vừa rồi đưa cho ông ấy thì là máy nữa sẽ để mà buộc sau ông nhá. Đấy, bây giờ thì đây vừa rồi thì là những cái đồ mà cái này là máy nữa khi mà hoàn thiện nhà thì sẽ dùng tới của bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cháu Lực vẫn phải mở ra xem để trong là có những cái thứ gì thì để một máy nữa khi mà đi vào hoàn thiện nhà thì sẽ tiếp tục là dùng đến. Cái này thì máy nữa là để là khăn để đây ông ạ. Đấy. Còn cái này là tặng về em bé của Quỳnh nhé, thì là cháu Lực sẽ gửi lên cho em bé của Quỳnh là sau. Nào ông ơi, bây giờ là xếp đồ này vào này. Đấy, ở đây thì là cháu Lực nhìn thấy là hai chị là có gửi cho cháu Lực là 4 thùng, và cái thùng này thì thấy là không thấy là ghi là mấy thùng kia là ghi là 2, 3, 4. Cái đấy là hình như là để cái đấy là để đây không ạ? À, cái đây là để đây không? Đấy. Mấy cái đồ dùng này thì máy nứa mà khi mà hoàn thiện nhà là dùng đến đấy không ạ? Ở trên kia còn 3 thùng nữa không ạ? Vâng. Còn 3 thùng nữa mà thùng nhỏ hơn thùng này một tí không? Đấy. Còn cái này thì sẽ để lên trên không? Cái này là của Quỳnh. Đấy, khăn này thì là để mà mấy nữa dùng để lau bàn, lau viếc nhá ông nhá. Còn là mấy cái khăn này là dùng để khăn tắm ấy, ông xem là khăn tắm thì là ông lấy ra nhá. Thế khẩu. Đây ông xếp bên này này, đấy, bên này còn dư chỗ này. Cái kẹo thì một tí bóc chia cho mấy anh em đội thợ một tí không ạ. Đấy, cái này là máy nữa mình dùng buộc cái điện không nhá. Đấy, bây giờ thì đóng nắp xong rồi để tạm vào đây đâu. Cái gói kia là tí mình bóc luôn không ạ. Món kẹo này là gói này là gói lõi hạt thì chia cho mấy anh em đội thợ là cùng ăn luôn. Cô mà
Một tí nữa ông dùng dây buộc lại là được rồi mà ông. Máy nữa. Cái này ông cất gọn lại để ở dưới kia nhá. Này ông cháu để đây đây một tí. À. Ông lấy cái bộ quần áo của Quỳnh là để lên trên này đi. Đấy, ở trên kia là còn ba cái thùng nữa ông ạ. Còn ba cái thùng nữa, ba cái thùng kia thì sau khi mà hoàn thiện nhà thì cháu Lực sẽ lấy xuống cho ông sau nhá. Đấy, còn cái thùng quà này, phần quà này là của hai chị là Nguyệt Thúy là gửi cho ông với lại Mạnh nhá. Vậy cho ông với Mạnh là mấy nữa khi mà đi vào hoàn thiện nhà thì mình sẽ sắp xếp là mấy cái đồ này nó gọn gàng lại. Đấy thì ông gửi một lời cảm ơn tới hai chị ông nhé. Xin cảm ơn các hai chị Nhật Thí đã gửi quà đến hai ông cháu đến với bà cháu rồi, đến nhà rồi. Cũng lưu lấy về cho. Xin cảm ơn các chị nhá. Rồi nào Mạnh ơi, cái chân của Mạnh kìa ông, cái liềm kìa. Ui. Ông bóc kẹo ra cho chia cho Mạnh với lại Quyết là một tí đi. Hai thanh niên này là phải có kẹo quá hả? Còn mấy cái đồ này thì không chú trọng mấy nhưng mà ít nhất là phải có kẹo. Nào Mạnh, khoanh tay cảm ơn hai bà nào. Đã làm gì? Rồi, xem nào. Đấy. Ông ra kia chia cho mấy anh em đội thợ một tí ông ạ bây giờ ấy. Chắc là cũng đến giờ nghỉ rồi. Ồ, chỗ này chỉ là búp à. Nào, quý Mạnh là ngồi đây ăn kẹo đây. Cho cháu thử xem một tí nào ông. Đây, xin phép bà các bác là thử một tí của bác nhá. Chị ơi, thử kẹo một tí chị. Rất là giòn của bác ạ. Được. Đấy. Nhìn này đi. Cúp thế. Đấy, thế nào, xem hai thanh niên review nào. Ăn được không? Ăn được không Quyết? Ngon không? Rồi. Nào, ông đem ra kia cho mấy anh em đợi thợ một tí không? Ông để ra nhiều một tí cho cả chị nữa. Cả chị nữa đây ăn cùng. Nói là bị sử dụng éo không? Mình cầm chua. Nào Mạnh cầm cho ông một miếng. Đấy. Nó xíu chút này hả? Nó trọn ổn này. Nghỉ tay chưa anh Phong? Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là đi xuống dưới để mà xem là công việc của anh em đội thợ hôm nay là làm nhiều quà đấy, quà gì đấy? Như thế nào cũng không? Nhiều quà lắm anh ạ, hôm nay ấy. Nhưng mà chưa mấy cái đồ kia để mấy nữa hoàn thiện nhà thì mới sắp xếp sau. Anh ăn bánh không? Đồ trong nhà à? Đấy. Ông ơi lấy ở đây không? Đấy, ở phía bên ngoài để cho Lực là ghi hình khá là nhiều cái video rồi. Thì các bác cũng đã nắm rõ được là cái ngôi nhà của hai ông cháu hiện tại là hoàn thiện tới nhá. Đâu thì cũng như theo một số ý kiến của khán giả còn nói là nên làm một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây thì cháu Lực cũng thiết kế là công năng ở trong nhà thì cũng khá là đầy đủ rồi. Cho nên là bây giờ hiện tại kinh phí còn không có nữa. Cho nên là cháu Lực không có dám chuyển nhà vệ sinh ra phía bên ngoài nữa cô bác. Đấy, các chú thợ là hôm nay là công việc là cầm cửa cô ạ. Xí. Ôi, sao có vẻ chú Toán rồi nhỉ? À đây. Hôm nay là cầm cửa chú. Vâng. Ôi, còn ướt đây nhỉ chú nhỉ? À, sau khi mà chắt vào thì là nó rất là dày các bác nhá. Cái này là gạch của nó là 10 phân rồi. 10 phân rồi chú nhỉ? Vâng. Chắt ra thêm là ít nhất đâu đó là tường này thì bây giờ được tầm bao nhiêu phân chú chắt xong á? 2 phân. Hả? À? 2 phân. Không, nếu mà chắt đầy đủ là bao nhiêu phân đây? Nhìn thường nó ở 1 phân trở lên nhưng mà nó, chỗ nó lõm là 2 phân. Nhưng mà cái cửa nó ở tầng tầng mới điên là khoảng 3 phân. À. 3 phân thì sau này mình cắm đinh vào. Nó mới không bị nở ra đúng không? Không nở. Nó cắm con nở kia nó kéo nó bục ra. Vâng.
con lú ấy. Vâng. Chú, các chú sắp nghỉ trưa chứ? Vâng. Thấy bảo là có một cơn bão lớn mà chúng trên mình là chưa thấy ảnh hưởng mấy đâu chú nhỉ? À, thấy là trời là bắt đầu kéo là mây đen đen đến rồi cô bác ạ. À. Tối hơn là anh phải dùng đến cái bóng đèn đấy. Này. Trong nhà thì có vẻ là cộng với lại là thêm thời tiết ở bên ngoài tối nữa cô bác. Cầm cửa xong nhìn nó mịn mân hẳn nè, anh phòng nhỉ? Hả? Cầm cửa xong nhìn nó mịn mân hẳn nè. Thật nghe rồi, tối người công nó phải khác chứ. Ừ. Hôm nay không bổ sung thêm người nữa anh? Bây giờ nhiều người cũng làm được không ạ? Vâng. Một ngày nữa. À, đây là công việc hôm nay là chỉ có đi vào và cầm cái cửa thôi chú. Rồi nó bị hơi ướt hả anh? Cái chỗ nhà vệ sinh này em muốn làm như này thì liệu có được không anh? Đây, từ từ đây em cho anh xem này. Trước em cũng bảo với anh một lần đấy nhưng mà anh bảo là tường 10 là không có làm được ấy. Ừ. Theo như là hai chị Đặng Nguyệt Thúy cũng có muốn là làm thêm ở chỗ này một cái ô anh ạ. Đây này. Cái hình cái ô như này này có bác này. Cái ô nhỏ nhỏ như này liệu có làm được không anh? Cái tường này thì bây giờ thì bạc phải đổ ra ngoài và đổ vào trong chứ bây giờ tường này là tường 10 chứ không phải là tường 20. Nếu mà tường 20 thì làm được như thế thì mình hụt vào trong là vẫn được, nhưng mà bây giờ từ hiện tại là tường này chỉ có tường 10 thôi. Nếu mà mình hụt độ tầm độ này 4-5 phân thì không được nhỉ? Cái tường ở đây thì nó chỉ là tường 10 thôi, thành ra là làm như theo cái hình cái này thì để mà để chỗ dầu gội xà phòng. Có cái bàn là có cái khay bắn này. Khay bắn á? Ờ, có cái khay mình bắn ở đây, từ đây đi hoặc là bắn ở bên này, bắn mình để cái gì kể cả bàn chải này hoặc là xà phòng tắm này mình để thoải mái mà nó chỉ có 10 phân thôi. Nhưng mà mình bắn vít ba cái đinh vít là vào tường là được mà. Báo gọi thì lúc đầu cũng định bảo với lại mấy anh em thợ là làm cái phần này nè cô bác này, là nó thụt vào trong một tí để sau này có thể đựng dầu gội này hay là xà phòng tắm ở trong này đấy, nhưng mà tuy nhiên là đến bây giờ thì cái tường này nó là tường 10 cô bác, thành ra là không có làm được. Nó là bây giờ mà đục vào độ tầm là 5 phân nữa thì là cái bức tường nó chỉ còn 5 phân thôi, cho nên là nó rất là yếu tường. Mà có thể là sau này nếu như mà ấy thì bắn vào trong này cô bác, làm cái kệ ở đây để thôi. Chứ bây giờ nếu mà làm thò ra thì nó cũng hơi xấu chú nhỉ bây giờ ấy. Làm thò ra là mặt trước thì nó lại hơi ngứa. Bây giờ mà đổ xay ra độ tầm là một viên gạch như này này cô bác này thì nhìn trong nó hơi xấu. Mình để nó gội chắc là tầm độ là một cái bàn tay của chỗ được phải không? Này nếu mà để thò một bàn tay như này thì có được không ạ chú đây này? Để thò một bàn tay bây giờ thì phải đổ, một là phải đổ ra ngoài thôi, phải đổ ra ngoài như thế. Nếu mà bây giờ tường lên được, bằng tường bây giờ tường tường 10. Thế là bây giờ nếu mà cho nó âm đi vào trong của bác này thì nó là cái bức tường nó mỏng quá, thành ra là không thể làm như thế được. Và bây giờ thì bắt buộc là phải là đổ ra một lớp nhỏ nhỏ này, độ tầm là 5 phân gì đấy. Ủa, có vẻ như trời mưa to đấy nhỉ? Ủa, trong đang làm thì có vẻ như là
báo lại chắc là kéo đến hay sao rồi các bác này. Mưa rất là lớn. Đấy, mưa như này thì là đứng ở phần phía hông bên này các bác nhé, thì không có sợ là mưa là bị dính đến cả. Mưa rồi là mạnh, đi thôi. Mưa rồi đi vào nhà đi. Mưa rồi đi vào nhà đi. Quả này quả gì đây? Hả? Quả gì đây? Không biết á, thế để làm gì đây? Để nấu á. Cái quả này thì ăn rất là đắng các bác ạ. Để mà nấu canh thì rất là ngon. Mạnh tự đi hái à? Ờ. Thế là đi giày của ông à? Dép của Mạnh đâu? Trẻ con mà nhìn thấy thì rất là nghịch các bác ạ. Tức này là ông cất đi xong rồi buộc lại ông nhá. Ông buộc lại ông chắc một tí. Còn là khăn tắm của Mạnh thì lúc nào Mạnh tắm thì ông Mạnh lấy ra nhá. Cái bát lô. Đây, cái này thì một tí để bát lô. Cái này là của đồ của Quỳnh. Đây, thưa cô bác là có vẻ như là cái thùng này cháu thấy là hơi bị nhầm một tí rồi ông ạ. Hôm nọ hai chị Nguyệt Thúy cũng có bảo với cháu là trong đấy có đồ quần áo của Mạnh mà. Nhưng mà này thì không thấy cái áo của Mạnh đâu. Đấy. Để cháu đi về cháu xem lại xem nào. Tại vì là chị có để là ghi là 1, 2, 3, 4. Chị bảo là lấy thùng số 1 là đi xuống trước. Đấy, còn mấy thùng kia là để lại. Thì cháu về cháu xem thêm nào. Nếu mà như nào thì mai cháu lại đem cái thùng kia xem là có quần áo của Mạnh xuống nữa. Mày là không được kéo cái này ra nghịch nhá. Rồi. Hãy thưa các bác, ở video này thì cũng khá là dài rồi. Thì chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Hiện tại thì thời tiết là đang chuẩn bị mưa về khá là nhiều. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quyết đi về rồi à? Vâng. Rồi nào. Vâng, chào tạm biệt các bà. Thế là được cắp sách đi học chưa? Được rồi á. Thế là Mạnh là ngồi bàn đầu hay bàn cuối? Ngồi bàn cuối đấy á. Ôi giời. Bé bé mà ngồi tận bàn cuối nhỉ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.